Như vậy, chiều nay hai chiếc vé vào vòng bán kết môn bóng đá nam của SEA Games 30 tại bảng B sẽ được xác định với hai trận đấu cuối cùng. Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng và bức xạ 3 điểm so với hai đối thủ xếp phía sau là Thái Lan và Indonesia. Đoàn quân của ông Park đang thể hiện sức mạnh và ý chí rất cao khi có thể dễ dàng hủy diệt Lào và Brunei cũng như vượt qua hai đối thủ với lối đá rát khó chịu như Indonesia và Singapore. U22 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan ngày 5 tháng 12. Song kịch bản xấu nhất vẫn có thể xảy ra, giống như những gì mà chúng ta từng gặp phải tại SEA Games 29 cách đây 2 năm. Đặc biệt, chấn thương của thủ quân Quang Hải đang thực sự là một mối lo lắng lớn cho đội tuyển Việt Nam lúc này. Trước U22 Singapore, U22 Việt Nam rất vất vả nhưng vẫn có chiến thắng chung cuộc nhờ pha lập công duy nhất của Hà Đức Chinh. Qua đó củng cố ngôi đầu bảng và tạo lợi thế lớn trước lượt trận cuối cùng gặp Thái Lan. Chỉ cần kết quả hòa, thậm chí thua với tỷ số 1-0, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ghi tên mình vào vòng bán kết. Tuy nhiên, U22 Việt Nam sẽ không được phép chủ quan khi mà bài học từ SEA Games 29 vẫn còn nguyên sức nặng và đầy tính răn đe. Nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ bởi sự tương đồng từ kỳ lạ của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 so với U23 Việt Nam tại SEA Games 29 tại Malaysia 2 năm trước. U23 Việt Nam cũng nằm tại bảng B có 6 đội với hai đối thủ chính là U23 Indonesia và Thái Lan. Giải đấu năm đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng được sắp xếp lịch thi đấu thuận lợi với các đối thủ có độ khó tăng dần theo từng trận. Từ U23 Timor Leste, Campuchia tới Philippines, chúng ta đều thắng giòn giả. Chạm trán Indonesia ở lượt trận thứ tư, U23 Việt Nam cũng có một điểm, qua đó xếp đầu bảng với 10 điểm. Trước lượt trận cuối gặp Thái Lan, chỉ cần thêm một điểm nữa, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ chắc suất đi tiếp. Thế nhưng, U23 Việt Nam hừng hực khí thế khi đó không thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này. Thất bại 0-3 như tảng đá ngầm đánh chìm con tàu mơ ước của cổ động viên Việt Nam và khiến đội bóng của chúng ta cay đắng rời giải. 2 năm sau thất bại ở chơi đó, mọi thứ cũng đang diễn ra gần như tương tự với đội tuyển U22 Việt Nam. Chúng ta tiếp tục nằm ở bảng B cùng hai đối thủ duyên nợ là U22 Indonesia và Thái Lan, có lịch thi đấu khó dần đều, tiếp tục đứng đầu bảng sau 4 lượt trận đầu tiên và chạm trán Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng. Với 12 điểm tuyệt đối, cánh cửa đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang rộng mở hơn bao giờ hết. Chỉ cần một trận hòa hoặc trận thua 1-0, U22 Việt Nam sẽ ghi tên mình vào vòng trong. Nhiều người có thể cảm thấy lạc quan và tràn đầy phấn khởi. Song với một kết số khác, những ký ức ám ảnh của SEA Games 2 năm trước với niềm tin vụn vỡ về thế hệ tài năng của bóng đá nước nhà lại ùa về. Dẫn trên vai kỳ vọng lớn lao, song vì Công Vượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường để lại chỉ là cơn ác mộng ở Celaya. U23 Việt Nam của huấn luyện viên Hữu Thắng không thể chịu nổi sức nặng quá lớn từ kỳ vọng của khán giả nhà và vụn vỡ theo giấc mơ vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, Thái Lan tại SEA Games năm nay rõ ràng không có được trình độ và bản lĩnh như 2 năm trước. Thái Lan của huấn luyện viên Akira Nishino dự SEA Games nhưng tâm trí còn để ở U23 châu Á. Một đội bóng như thế sẽ khó có cơ hội trước U22 Việt Nam đầy quyết tâm. Khi đưa Nishino lên dẫn dắt đội tuyển và U22 Thái Lan, người Thái tin rằng đẳng cấp World Cup của cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản sẽ giúp Thái Lan tiến gần hơn tới cúp thế giới và Olympic. Họ có lẽ chưa từng nghĩ đến tình cảnh U22 Thái Lan xa lầy, thậm chí đối mặt khả năng bị loại ở SEA Games như thế này. Thắng 2-0 trước Lào tiếp tục là màn trình diễn tồi tệ của U22 Thái Lan ở SEA Games 30. Trước lượt trận cuối với U22 Việt Nam, người Thái mới có 9 điểm, xếp cuối trong nhóm 3 đội dẫn đầu. So với Việt Nam và Indonesia, U22 Thái Lan có ít lợi thế nhất, buộc phải thắng đậm để tự quyết số phận. Họ đang đứng trước nguy cơ bị loại sau 3 kỳ đại hội liên tiếp giành huy chương vàng. Sự sa sút của U22 Thái Lan ở SEA Games là bất ngờ lớn, đi ngược lại với những đổi thay tích cực mà ông Nishino mang tới cho Thái Lan tại vòng loại World Cup. Vì sao có sự trái ngược ấy?
nói về Thái Lan tại SEA Games không thể đặt ngoài bối cảnh chung của bóng đá châu Á. SEA Games 30 chỉ là hai trong ba sự kiện quan trọng với huấn luyện viên Nishino giai đoạn cuối 2019, đầu 2020. Hai sự kiện còn lại đồng thời là hai mục tiêu quan trọng nhất, gồm vòng loại World Cup 2022 và vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong đó, U23 châu Á là giải đấu quan trọng đặc biệt với người Thái khi họ là chủ nhà. Đây là cơ hội nghìn năm có một về bóng đá Thái, nơi họ có trong tay rất nhiều lợi thế để thực hiện hóa giấc mơ tham dự Olympic. Với đẳng cấp của một huấn luyện viên từng qua vòng bảng World Cup, ông Nishino đương nhiên sẽ nhắm tới Olympic. Chiến lược gia 64 tuổi lần đầu tiên làm việc ở nước ngoài, nghĩa là hoàn toàn xa lạ với hệ thống bóng đá Đông Nam Á, mà SEA Games là đại diện tiêu biểu như chia sẻ của trợ lý Sotawan Srifan. Ban đầu, ông Nishino thậm chí chẳng biết SEA Games là giải đấu gì, nhưng ông ấy đang dần thấy được tầm quan trọng của giải đấu này đối với người Thái. Đó không phải là suy nghĩ riêng của ông Nishino, mà cũng là quan điểm ban đầu của thầy Park. Người đại diện Lee Dong-jun từng nói, không chỉ huấn luyện viên Park, toàn bộ người Hàn Quốc đều chỉ nghĩ tới World Cup. Không phải chúng tôi coi thường SEA Games, mà vì khi nhắc tới giải đấu này, chúng tôi khi đó đều chưa biết SEA Games là gì. Điểm đặc biệt là ông Park đã biết về đại hội thể thao này từ đầu năm. Ông hiểu khát khao của người Việt Nam và sẵn sàng chuẩn bị cho nó. Còn huấn luyện viên Nishino mới biết tới SEA Games được vài tháng. Với chiến lược gia người Nhật Bản, đại hội thể thao Đông Nam Á chỉ còn là hòn đá cản đường ông tiến tới giấc mơ về một kỳ Olympic tổ chức tại quê nhà. Khi không thể từ chối SEA Games, ông Nishino hẳn đã rất lưỡng lự. Ông không biết có nên cho học trò căng sức ở giải đấu này không, không biết có nên mất thời gian và thể lực quý giá. Ông dựng SEA Games nhưng liên tục nói về U23 châu Á. Trong ba đội mạnh ở bảng B, Thái Lan là cái tên duy nhất từ chối gọi cầu thủ quá tuổi. Hiệp hội bóng đá Thái Lan bảo cầu thủ không chỉ chơi bóng vì huy chương vàng mà còn vì tương lai. Ở chiều ngược lại, cả U22 Indonesia và U22 Việt Nam đều dồn toàn lực, dùng mọi quyền lợi có thể mang tới giải lực lượng tốt nhất. Thái độ tiếp cận khác nhau giữa ba đội tuyển đã dẫn tới những kết quả hoàn toàn khác nhau. U22 Thái Lan đến Philippines, những tâm trí đã nghĩ về vòng chung kết U22 châu Á đầu năm sau. Họ đá với Lào, Singapore, nhưng đầu còn nghĩ về Australia, Iraq, các đối thủ tại U23 châu Á. Họ ra sân nhưng không tập trung, vân vân lưỡng lự giữa hai mục tiêu. Đấy có lẽ là lý do hợp lý nhất giải thích cho sự sa sút không tưởng của họ. Trong quá khứ, Lào rất khó có thể khiến người Thái Lan bế tắc như trận đấu vừa qua. Sự bối rối của Nishino cũng là điều dễ hiểu khi đây mới là lần đầu tiên ông làm việc ở nước ngoài. Dù giàu kinh nghiệm, ông có vẻ như chưa thể chu toàn bài toán rắc rối mang tên SEA Games. Một sự kiện thể thao vốn là vấn đề rất riêng, rất đặc thù, chỉ có tại Đông Nam Á. Sự sa sút của Thái Lan dẫn tới một câu hỏi ngược. Họ định mang hành trang nào tới U23 châu Á 2020? Họ có thể tự tin ra sân ở châu Á khi còn không thắng nổi tại Đông Nam Á. Bị loại có thể cho họ thêm vài ngày nghỉ ngơi, nhưng nó cũng hứa hẹn một hệ lụy tâm lý xấu, sự sụp đổ dây chuyền. Liệu có thể chuẩn bị cho chiến thắng bằng một thất bại? Nếu không cẩn thận, ông Nishino và U22 Thái Lan sẽ sôi hỏng bỏng không, thất bại với cả hai mục tiêu quan trọng. Gộp thêm với thế khó ở vòng loại World Cup, năm đầu tiên của ông Nishino ở Thái Lan có thể kết thúc trong nỗi thất vọng. Muốn biết U22 Thái Lan tập trung tới đâu trước ngày quyết đấu với U22 Việt Nam, hãy nghe ông Nishino chia sẻ một ngày trước trận đấu. Lần đầu dẫn dắt U22 Thái Lan giúp tôi nhận ra từng điểm mạnh và điểm yếu của các cầu thủ trong đội. Qua đó cần cải thiện những gì trước khi chúng tôi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà. Ngược lại với sự lưng khưng của người Thái, U22 Việt Nam mạnh nhất, quyết tâm nhất đang hiện diện ở Philippines. 4 chiến thắng, điểm số cao nhất, hiệu số tốt nhất, khẳng định thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rất mạnh. 5 bàn thắng ghi sau 80 phút khẳng định đội tuyển cực kỳ quyết tâm. Khát vọng của U22 Việt Nam là điều dễ hiểu nếu biết rằng bóng đá Việt Nam chưa từng giành huy chương vàng SEA Games. So với Thái Lan đã no nê danh hiệu sau 16 lần đăng quang, U22 Việt Nam có nhiều lý do để tận hiến hơn. Những người làm bóng đá Việt Nam đều hiểu rằng đại hội này là cơ hội lớn nhất để giành huy chương vàng. Đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh và Lửa 1997. Là giai đoạn Việt Nam đang ở đỉnh cao, đây là thời điểm hiếm có.
chấn thương của Nguyễn Quang Hải chắc chắn tác động lớn tới hành trình chinh phục. Nhưng nếu nhìn theo khía cạnh tích cực, đó cũng là cơ hội cho Hải còn nghỉ ngơi trước U23 châu Á, là cơ hội để ông Park tìm ra những giải pháp mới. Bởi U23 châu Á mới là nơi Việt Nam cần Quang Hải hơn cả, nơi anh phải đạt tới trạng thái bùng nổ như tại Thường Châu gần 2 năm trước. U22 Việt Nam hiện có 12 điểm, sở hữu hiệu số cộng 13, người Thái có 9 điểm, hiệu số cộng 10. U22 Indonesia nhiều khả năng sẽ có thêm 3 điểm trước Lào. U22 Thái Lan buộc phải thắng Việt Nam với cách biệt 2 bàn nếu muốn đi tiếp. Đó là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn dựa trên phong độ đôi bên thời điểm này. Huấn luyện viên Nishino cũng chưa từng thắng được huấn luyện viên Park trong 2 lần gặp nhau gần nhất. Còn U22, U23 Thái Lan đã thua Việt Nam ở cả M150 Cup 2017 lẫn vòng loại U23 châu Á 2020. Về lối chơi, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ đá phòng ngự phản công. Chúng ta đã mất Quang Hải, không buộc phải thắng và không chịu áp lực nào. Được chủ động phòng ngự sẽ mang lại lợi thế cho U22 Việt Nam, giúp chúng ta được chơi theo cách tốt nhất có thể. Đó cũng là thử thách khó khăn cho hàng công U22 Thái Lan, vốn đã mất tới 90 phút để có bàn đầu tiên trước tuyển Lào. Đặt mọi thứ lên bàn cân, U22 Thái Lan và huấn luyện viên Nishino chẳng có gì để tự tin trước Việt Nam. 90 phút sắp tới có thể là lần cuối cùng chúng ta thấy người Thái hiện diện ở môn bóng đá nam SEA Games 30. Vâng, và chắc chắn không còn gì phải bàn cãi, chúng ta sẽ tiến vào vòng bán kết. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về trận đấu đỉnh cao vào chiều nay? Hãy đưa ra nhận xét của mình bằng cách comment bên dưới. Nếu cả nhà thấy video này hay thì mình hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho nhiều người khác cùng biết. Xin gặp lại các bạn vào 3 giờ chiều nay để chứng kiến trận đấu tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam.